Chào mừng các bạn đến với kênh Dennis.vn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu về hệ thống âm thanh ma trận BX8000 của hãng Interam Hàn Quốc. BX8000 là giải pháp hoàn hảo cho trung tâm thương mại. Trong trung tâm thương mại có nhiều gian hàng, mỗi gian hàng yêu cầu phát nhạc khác nhau nhưng vẫn đảm bảo thông báo chung của trung tâm thương mại không bị ảnh hưởng. Hoặc ứng dụng trong các trường học, mỗi phòng học phải có âm thanh riêng biệt dùng để giảng dạy, nhưng khi cần thông báo cho toàn trường thì vẫn có thể thông báo một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, BX8000 còn được ứng dụng những nơi đòi hỏi thông báo và phát nhạc nền chất lượng cao cho nhiều khu vực khác nhau như sân bay, khách sạn, casino, bệnh viện, trung tâm hội nghị, nhà hàng, nhà xưởng. Và hệ thống âm thanh ma trận gồm có những gì và hoạt động như thế nào thì mời các bạn cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên là bàn gọi điều khiển từ xa RM8000. Thiết bị gồm có hai phần có thể tháo rời nhau được. Thứ nhất là cổng micro. Thứ hai là bàn gọi để bàn. Trên bàn gọi để bàn thì gồm có 10 phím bấm, trong đó có 8 phím nút chọn vùng, chọn được 8 vùng riêng biệt. Một nút on chọn cho tất cả các vùng. Một nút off nhấn khi nói. Mặt sau có một cổng kết nối về bộ điều khiển trung tâm. Một núm chỉnh âm lượng ngõ ra. Một núm chỉnh âm lượng loa giám sát. Và cuối cùng là các cần gạt chọn tùy chỉnh tiếng trim, là những tiếng tính tông chưa gây chú ý trước khi nói. Tiếp theo là bộ điều khiển gắn tường RM8000 với thiết kế nhỏ gọn, sang trọng. Mặt trước có ngõ vào 6 ly và núm chỉnh âm lượng cho mic. Kế tiếp là ngõ vào nhạc 3.5 ly và núm chỉnh âm lượng cho nhạc. Tiếp đến là nút chọn nguồn nhạc phát và màn hình hiển thị nguồn nhạc. Cuối cùng là núm chỉnh âm lượng tổng cho vùng loa. Mặt sau là cổng kết nối với bộ trung tâm BX8000. Cuối cùng là bộ điều khiển trung tâm BX8000. Mặt trước thiết bị gồm có nút bật tắt nguồn, loa giám sát và nút chỉnh âm lượng, đèn hiển thị thứ tự nguồn nhạc phát, nút chọn các nguồn nhạc, cần gạt âm lượng từng vùng, nút chọn sử dụng bộ điều khiển gắn tường. Các nút chức năng chọn khi phát thông báo không dùng bàn gọi, chọn vùng RM8000, nút chỉnh mic, chép và âm lượng để ghi âm thông báo, cổng kết nối với micro, rời để ghi âm, cuối cùng là đèn hiển thị trạng thái làm việc của 8 vùng. Mặt sau cổng kết nối với âm ly 8 kênh, 8 cổng kết nối với 8 bộ điều khiển gắn tường, 4 cổng kết nối với bàn gọi điều khiển từ xa RM8000, 8 ngõ ra cho tường vùng và nút chỉnh bát chép, 8 cổng hoa sen để kết nối với nguồn nhạc và núm chỉnh các lượng từng kênh, 2 cổng dùng để kết nối với BX8000 trong trường hợp muốn mở rộng thêm vùng loa, và cuối cùng là các cổng kết nối với báo cháy để phát file thông báo khẩn cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh Dennis.vn nhé.